cái biển đấy là vận cả tải biển cả bộ anh ở đây cả bộ cả biển chí là bưởi ngon bưởi ngon quay xem quy chuẩn bưởi em thì em giới thiệu em bên sản phẩm nông nghiệp thì em vừa làm cây giống và hoa quả cao cấp thì em sang đây cũng mục đích là học hỏi kinh nghiệm và những cái máy móc liên quan đến nông nghiệp Máy móc chứ không phải máy cái móc sản phẩm. cái sản phẩm thì em muốn qua những hội chợ như thế này thì em muốn là tìm hiểu cái nhu cầu của các nước chứ không phải riêng gì Trung Quốc. Sau này thì cái lượng mà cái bưởi em chuyên về cái bưởi Bưởi. thì ở Việt Nam cũng sẽ là một cái lượng hàng rất là lớn. Em cũng muốn là một là đưa có thể là cái bưởi Trung Quốc thì lần nào em sang em ăn. Em là cố gắng là tìm hiểu nhưng mà so với cái các hàng từ Việt Nam thì nó chỉ hẹn mã thôi nhưng mà cái chất lượng thì nó chưa chưa bằng. Bưởi năm ngoái bây giờ anh Long Mình giới thiệu chợ vào giới thiệu về chỗ Bến Tre, bọn này nó thích cái bưởi da xanh mình lắm, bưởi da xanh chỗ đỏ bạn chỗ đỏ, nhưng mà nó có cái vướng là mình với Trung Quốc nó chưa ký, còn Trung Quốc nó chưa mở lại cho mình chưa cái mở bưởi, cho bưởi đúng nó toàn đi đường đường biên, nó tiểu đi biên ngạch. mỏ mà nó bán gấp 20 lần giá ở Việt Nam. Việt Nam thì nó vào về nó mua chỉ khoảng 50.000 cân, Vâng, nó Kiểu 45 50.000. nó về và em về nhờ anh Long giới thiệu cho anh gì ở chỗ giám đốc sở nông nghiệp Bến Tre này. Nó về là sau nó sang là nó bán ở trên mạng, nên nó bán trên cái mạng Taobao của nó, cái mạng nó bán 178 tệ một đôi hai quả, 178 tệ nó vào khoảng độ gần 600.000, Một đôi đó. hai quả con, thì trong đấy nó tặng thực ra 178 nhưng mà nó tặng 50 đồng, tức là giá thực nó lần đầu tiên thì nó thu 178, lần thứ hai nó chỉ thu 150 thôi, à 120 thôi, tức là nó cho một cái phiếu để lần sau mua lại thì trừ đi 50 đồng. Em là có cái sản phẩm ví dụ như ở Việt Nam mình là cái bưởi diễn này, cái bưởi Quế Dương và cái bưởi đường chín sớm thì đặc biệt là rất là ngon mà nó là hàng bưởi ngọt. Cái bưởi da xanh ở miền Nam thực tế là xuất đi nước ngoài được mà cho như em đánh giá là cái người miền Nam họ làm thương hiệu rất là tốt và cái vùng sản xuất nguyên liệu của họ cũng lớn hơn miền Bắc. Miền Bắc thì mới manh mún nhưng mà trong những năm gần đây thì em thấy cái lượng hoa quả như cam và bưởi ở Việt Nam phát triển rất là mạnh. Bây giờ chính là bây giờ đang như em đang mang những cái kỹ thuật hướng dẫn về hướng dẫn cho bà con là làm tốt cái đầu ra sản phẩm chắc là sau này nếu mà có đi được em về nhiều bên chỗ này. Thực ra nó có đối tác thì bọn em thường giới thiệu về trong nước ngay thôi, nhưng mà quan trọng nhất là mình chưa ký được với nó chưa mở cho mình cái bưởi vào thì thường là toàn đi biên mậu. Cái thứ hai nữa là nhà mình nhiều khi là chất lượng sản phẩm tốt rồi, nhưng mà các doanh nghiệp của mình cũng nên chú trọng cái khâu PR với là đóng gói, đóng bao hộp, lựa chọn bao bì này. bao bì bên này, bởi vì thường bên này thực ra nó ngoài cái việc của nó mua nó tự ra nó ăn, thường là nó cũng hay phong cách bên này nó cũng hay có thói quen tặng cho tặng nhau, nó ra nó thấy ví dụ nó bưởi nhập khẩu chẳng hạn, nó mua nó ăn xong nó còn mua nó tặng bạn bè các thứ, cho nên là nó cần cái bao bì đối với đâu gói mẫu mã đóng gói rất là phải phải thực sự đẹp. Thường như các sản phẩm nhà mình về đến Trung Quốc đây đều nó đều phải thay mẫu mã bao bì, như vậy nó sẽ đội chi phí của nó khá, như thế mình sau này nếu anh có đối tác có thể anh sẽ tìm hiểu cái yêu cầu này. Mình làm mẫu mã bao bì theo cái yêu cầu như thế thì nó sẽ lâu dài tiện hơn, nó giảm đi một lần chi phí. Thế bây giờ mình cũng mất chi phí đóng mẫu mã bao bì của mình rồi, xong sang nó hoàn toàn nó thay đổi, như thế là đội giá thành nhưng mà nó sẽ ép lại nó quay lại nó ép mình. Xong là thực ra cái bưởi của anh nhé, thằng địa bàn này là nó không có bưởi, nó không trồng mà thường là toàn phải đưa nơi khác về, ngoài ngoài ở đây nó gọi là nó đưa ở Phúc Kiến lên Vâng, đúng rồi, với Phúc là Kiến bưởi ở cũng Thái rất Lan, nhiều. Thái Lan sang
mà Thái Lan nó sang bưởi Thái Lan ở đây nó cũng có thương hiệu, tức là nó bán ở mấy cái chợ đầu mối, không biết các anh ra cái chợ đầu mối chưa? Mai em nếu mà có anh bảo nó đưa ra cái chợ, nếu anh hoa quả nhá, anh ra cái chợ đầu mối Kim Mã, nó gọi là cứ bảo là cho nó ra cái chợ đầu mối hoa quả Kim Mã ở đây cách nữa rất là gần. Nó giao dịch từ khoảng 4 giờ sáng là bắt đầu nó đã giao dịch rồi. Nó giống như cái chợ Long Biên thì mình đấy là các đầu mối hàng đấy nó đóng hàng đi hàng về, nó xong nó đóng đi, nó không phải là tiêu thụ mình riêng cái khu vực hoa quả ở đây, nó không phải tiêu thụ mình cái địa bàn này đâu, nó còn đóng đi rất là xa, cách đây hàng 500-700 nghìn cây số, mà nó cái khâu bảo quản, khâu vận chuyển của nó rất tốt. Anh ra nhìn thấy rất nhiều bán, mình thấy học được rất là nhiều bài. Cái quyết của nó có để hàng 5-6 tháng bán, 5-6 tháng không có cái gì. Nó không, nó cũng có chất bảo quản, nó dùng chất bảo quản và nó không giấu giếm gì cả. Nó báo luôn người tiêu dùng biết là rất nhiều cái nhập về nó có những cái khí hốt. Cái ở đây nó khí hậu nó tốt hơn ở mình, tức là nó không bị nóng, cho nên là nó cứ để cho nó hoa quả để ở ngoài thoải mái để hàng tháng được, chẳng vấn đề gì. Nhậu đồ đây nó tốt. Nhưng mà mình cũng nghe thấy cái bảo quản Trung Quốc thì xem nói anh là cái gì anh em trong ngành nông nghiệp cũng biết rồi, không thể không có. Quan trọng là cái hàm lượng nó bao nhiêu, nó có trong cái khung tiêu chuẩn không. Thì còn nếu mà nó vượt cái khung thì mới bị ảnh hưởng. Chứ nó nằm kể cả trong dư lượng kháng sinh trong thủy sản cũng thế, nó làm sao mà mất mọi các sản phẩm nó không có được. Là thế, nhưng mà nó khống chế, nếu mà mình chuẩn thì nó nằm ở trong cái ngưỡng cho phép thì vẫn dùng. Nó ra hoa quả bảo em ăn cái này có thấy vấn đề gì đâu. Đó chẳng có gì. Mình giờ về bên Việt Nam thì Trung Quốc là thấy thực ra nhà mình nhiều khi là nhà mình tự làm chứ mấy khi bên này là đúng rồi, tức là mình mang về chính là người mình làm chứ đâu phải là người ở Hoàng Hết đây mà mình nhập hàng Trung Quốc thì có nhiều thông tin chính doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu như Trung Quốc nó ngâm tẩm hóa chất để khi mà nó qua được biên giới của hai nước trong cái khoảng chờ đợi nó lâu ấy thì nó không học thì chính không phải là Trung Quốc, người Việt Nam dân công nghệ bây giờ nó làm bây giờ tốt lắm. Em nói kể cả bây giờ nó ngồi ở nhà nó có thể mua cái quả bưởi, cái quả cây nào, cành nào, có nó online hết lên trên mạng luôn, nó đánh mã từng quả, ví dụ như cam nhá, truy xuất nguồn gốc đó, anh mua quả nào, ví dụ như anh trên mạng anh kích vào trên mạng anh đặt anh mua cái quả nào mã bao nhiêu, hôm sau nó bán anh đúng quả đưa trên cây luôn. Nói đừng nói là Trung Quốc, cứ bảo Trung Quốc là nói cái này thôi, nhưng mà thực ra nó còn hiện đại tiên tiến mình rất là nhiều. Và nó làm mà nếu mà doanh nghiệp nhà mình mà không update kịp là thua nó ngay. Ngay cả em nói ngay cả những ngành cái ngành logistics của anh ở bên này tính kiểu gì thì tính chi phí bên này nó vẫn rẻ lắm, không hiểu luật lá không, nghĩa kể cả nó kéo công từ Quảng Tây lên đây hơn 1.000 cây số nó còn rẻ hơn là anh kéo từ Hải Phòng lên đến Lào Cai. Mình mất nhiều phí phí cảng biển này, phí chính quyền này, không em không hiểu. Nhưng mà tính tức là khi ngày xưa trước, bởi vì đặc trưng của hai địa bàn này là địa bàn Vân Nam với địa bàn Quảng Tây là thường là hàng nó ra cửa khẩu thì thường ở phía Việt Nam mình là cơ bản đi đường bộ. Nó đi đường bộ nó tính nếu mà so với Quảng, không hiểu sao nhá, kéo từ khoảng cách kéo từ Hà Nội hoặc từ Hải Phòng xuống Móng Cái xuống các thứ thì nó rẻ hơn rất nhiều là kéo lên trên Lào Cai. Cho nên là nó sẵn sàng là nó đi về Móng Cái, nó về Đông Hưng, về Móng Cái hoặc về Hữu Nghị Quan để nó kéo từ dưới lên này. Nhưng bên này có hàng nghìn cái số. Chính quyền bên này nó mở biên hay không? Mở biên chỗ nào? Không phải vấn đề mở biên mà vấn đề thực ra cái logistics của anh thì nó chả ảnh hưởng gì đến việc mở biên. Bởi vì logistics của anh cái hàng vào là nó kéo thôi, còn nó ở biên nghĩa là chủ yếu là những cái hàng thực ra những cái ở biên đấy chỉ là những cái hàng nó cấm đó, thì nó biên phụ thuộc vào biên. Hàng đông lạnh thì nó những thằng nó làm hàng đông lạnh
thì cái chi phí vận tải nó không ảnh hưởng gì đến nó cả, rất ít. Không, chi phí thuế má lách cửa khẩu của nó chỉ có chi phí của nó là chi phí đường biên. Ví dụ em nói một công hàng của nó, một công hàng nước ngoài của nó, nó chi phí nó qua biên nó vào khoảng gần 300 triệu. Luật. Còn cái chuyện mấy chục triệu kéo công hàng vào đây chuyện nhỏ. Chán thôi. Đúng rồi, anh bảo mà cái... một cái công hàng như thế, một cái công hàng đông lạnh, chân gà rồi các loại nội tạng. Thực ra cái giá thành nó rất rẻ. Nó chỉ mất chi phí mà kể cả chi phí vận tải thường chủ yếu là đi đường biển về cái cảng nó kéo lên qua đua, chủ yếu cái chi phí luật lá của nó. Thế thì cái một công nó chi phí vào khoảng 30 triệu thì nó lãi khoảng 30 triệu, nó lãi gấp đôi. Thế thì ra cái vận tải ấy nó không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà để mình tính với vận tải với những mặt hàng chính ngạch đi thì ở phía Việt Nam mình là doanh nghiệp nó kêu là không chịu được. Cao. Ngày trước thì anh bên mới quay làm trong lò hàn thì cái kiểu nói là nếu mà làm chính ngạch so với kiểu ngạch làm xe mất thêm 50 triệu nữa. Mà bình thường cũng chỉ là nếu mà an toàn ra được là 80 đến 100 triệu xe. Nếu làm thêm thì mất thêm 50 triệu. Ví dụ như là một cái thanh long hoặc dưa hấu nhá. Nó kéo từ phía trong ra thải hiểu ra bình ra đến Lạng Sơn ở dưới đấy. Thì so với Lào Cai thì cái chi phí vận tải nó đội lên hàng mười mấy triệu đến 20 triệu một xe. Chắc hiểu là mình không biết là mình tại sao cái chỗ cái vận tải từ Hà Nội tính từ điểm Hà Nội để so sánh lên đến Lào Cai và từ Hà Nội lên đến Lạng Hữu Nghị hoặc là ở số cái thì nó lại phụ phí sinh được rất là nhiều. Phụ phí trong Lào Cai đó. Không, cái Lào Cai là cái cung đường nguyên cung đường cao cấp nó đã khoảng 3 triệu rồi. 250 cây thì nhiều. Em là em có anh bạn người Trung Quốc, anh chuyên làm mà đưa xuất công cho các doanh nghiệp Việt Nam đi sang Trung Quốc anh ạ. Mà ông có tính là một công là 130 triệu. Ông lo hết mọi thứ chi phí lúc đi ấy luôn. Ông cứ tính cái đường từ Hà Nội lên đây đó là 250 từ Hà Nội lên đến là vài. Phí cầu đường hết 1 triệu. Đó, 2 triệu là 1 triệu. Thế về nó mất 2 triệu là 4 triệu rồi. Thế lên được thì làm luật xong lại Hải Phòng lại thu khoảng mấy triệu một công bảo trì cảng biển nó mới phát sinh. Khó. Đi cái đường làm ra thì khó. Đợt trước em còn đưa cả mấy đội doanh nghiệp thủy sản đợt trước về để cố để làm sao mà mở được cái mạng này ra. Nhưng mà chi phí nó cao bao bì. Đây là một số sản phẩm tiêu biểu mà được xuất sang Trung Quốc và Việt Nam. Gạo. Nó vẫn phải nhập một giấy về để nó làm bao bì. Đây là cà phê. Gạo. Anh làm logistics tích ấy, thì ở bên này nó đang có cái chương trình là ngay anh đi về đi qua cái châu Hồng Hà để có thành phố Công Tự đúng chủ đấy là nó đã có một khu bạc đấy rồi mình nhớ tới mấy bộ. Anh làm logistics mà anh phải cái số lượng nó